Rồi, chào mừng anh em trở lại với đợt cá beta giống ngày 5 tháng 4 của shop Beta Bình Dương. Đợt cá này Long cũng có rất nhiều dòng cá ha anh em. Đầu tiên sẽ là những em Dumbo Lavender. Đây có sen một em, đây có một em Dumbo dứa này anh em ha. Tai bơi rất là to và đều anh em, size khoảng tầm 3 xăng 2. Nhưng mà cái tai bơi của mấy em này rất là to ha, to đều. Thì trống mái khác bày luôn. Nếu anh em mua lẻ một em trống thì Lâm sẽ đi với giá là 120k nha anh em. Còn anh em mua nguyên cặp á, thì giá 150. Tặng anh em con mái luôn. Mình nên lấy quà nha anh em, nên lấy quà tặng thêm con cá mái. Tại Long đang dư cá mái á, mình nên lấy tặng cá mái. Tại vì mái mình để mình đề phòng thất thoát anh em ha. Lỡ đâu trong quá trình nuôi rồi nó bị mất hết con mái thì mình còn con khác si cua. Cá Long gen rất là tốt, to, tại bơi to đều đẹp anh em ha. Rồi, đầu tiên sẽ là những em Alien. Đợt này thì Long có màu blue và màu green, màu xanh dương, màu xanh lá ha. Hai cái bầy Alien gần đây Long lên là có cả màu grey, màu xám nữa. Nhưng mà chuyến này thì Long chưa đăng mấy em màu xám, tại vì nó còn hơi nhát. Mấy em blue với mấy em green thì nó sung hơn, nó bung hơn, cho nên là mình cho lên hình trước ha. Thì cá tơ khoảng tầm 3 tháng, size nhỏ nha anh em. Thì mình cũng mua trống tặng mái nè. Nói chung cá này mình lấy về anh em nên dưỡng dùm Long khoảng tầm từ 2-3 tuần trở đi rồi mình mới ép được ha. Cá này cũng như mấy con cá li thia mà mình vớt ở dưới ruộng lên vậy đó anh em. Size nhỏ ha, size nhỏ, mới về thì nó hơi nhát. Mình nên set up trong hồ có rong bèo hoặc là rau muống hoặc là trầu bà cho nó có chỗ nó trốn. Rồi để cái nền tối có lá bàn thì nó sẽ sung anh em ha. Long sẽ có tặng mái khác bày cho anh em luôn. Nói chung là không chỉ riêng dòng Alien mà tất cả những cái dòng cá mà Long đang bán trong đợt này luôn cá giống hoặc thậm chí là cá sỉ, khi mà Long kết hợp cặp trống mái là đều khác bày cho anh em hết ha. Rồi, ngoài ra trong đợt cá này Long còn có Red Fancy, Fancy Cooper Cam, Marble Dot và Koi Red Copper anh em ha. Trong tất cả các đợt cá giống thì Long đều có tặng cá mái khác bày cho anh em ha. Thì cá Long tặng là Long đảm bảo là cá đẹp, cá tốt, cá khác bày. Và tùy một số dòng, có một số dòng cá là Long tặng cá VIP luôn nha anh em. Ví dụ như là cái thằng Marble Dot thì nó chỉ có 2 dạng thôi. Cá Marble Dot bên Long là gen chấm bi, thì bây giờ cá Long tặng nó cũng chấm bi luôn anh em ha, coi như là cá VIP luôn rồi. Còn những cái dòng như là Red Fancy hay là Fancy Cooper Cam thì Long cũng tặng cá đẹp luôn, không bao giờ Long tặng cá dạt, cá lỗi cho anh em mình hết ha. Thì nói chung là Long vẫn có bán mái riêng nha anh em. Nếu anh em muốn mua mái riêng thì Long vẫn có bán. Còn cá mình tặng là kiểu như mình tri ân cho anh em, mình sẽ tự lấy cá khác bày cho anh em ha. Rồi, tất cả những cái thông tin về là size cá, giá cá, tên cá, mã số cá thì Long có ghi ở trên đầu con cá hết ha. Thì đơn cá giống bên Long thì cứ một đơn trên 200 là Long sẽ bao ship cho anh em mình ha. Cá giống là anh em mua một con Long cũng ship nha anh em. Tại vì cá giống là mình nói chung giá nó sẽ hơi cao, thì một con mình cũng ship. Đơn dưới 200 thì tiền ship là 25k ha. Một cái đơn cá giống mà trên 300 là Long đã tặng cho anh em mình một cây kè rồi ha. Ngoài ra thì Long còn có một cái kiểu bán nữa là cá bán combo nha anh em. Combo thì giá nó còn rẻ hơn cá giống rất nhiều. Nhưng mà combo thì có 2 điều kiện là thứ nhất là mình phải lấy một lần 10 con, mình lấy kết hợp nhiều dòng cũng được, và combo thì mình sẽ không được lựa nha anh em. Nó coi như là tiền nào của đó vậy anh em ơi. Thì nhưng mình chi một số tiền lớn thì mình sẽ được lựa đúng ý mình, lựa con nào gửi đúng con đó. Còn combo là mình chỉ có vài chục ngàn một con, có 20-30 ngàn một con thôi. Thì Long sẽ lấy cho anh em, Long cam kết chất lượng cho anh em ha. Long cũng căn cứ theo nhu cầu của khách hàng cho nên Long thiết kế 2 kiểu bán ha. Ví dụ như anh em muốn lấy số lượng ít thôi, muốn lấy vài con để chưng chơi, hoặc là muốn lấy cá giống cho đúng ý mình, thì mình lấy trong cái đợt cá giống này, lựa con nào là gửi đúng con đó. Giá thì nói chung giá cả đi đôi với chất lượng thôi, nó cũng không phải là cao mà là nó cao hơn cá sỉ thôi. Cá sỉ thì thật ra cá sỉ thì nó sẽ phù hợp cho anh em mình. Thứ nhất là mình muốn có nhiều dòng cá để chơi trải nghiệm, và đặc biệt là những anh em muốn lấy về bán lại thì sẽ rất là lợi ha. Thì tại vì cái gen cá thì cá sỉ hay cá giống của Long nó cũng cùng một cái bộ gen. Cá giống nhìn nó đẹp hơn tí, giá cao hơn tí, nhưng cá sỉ thì nó thua hơn tí, nhưng mà cái gen thì nó như nhau hết anh em ha. Cái vấn đề quan trọng vẫn là cái nguồn gen. Nguồn gen bên Long thì Long luôn bao gen cho anh em, gen cực kỳ tốt anh em ha. Nói chung là mình cũng cố gắng nâng cấp cái dịch vụ của mình. Trước thì Long chỉ có cái khuyến mãi là bao ship cho cái đơn cá giống trên 200 thôi. Bây giờ thì coi như cũng vẫn tiếp tục giữ cái chương trình là 200 cá giống, 200 bao ship, nhưng mà mình sẽ có tặng cá mái nữa nếu anh em có nhu cầu ha. Rồi, trường hợp mà nếu anh em không có nhu cầu thì anh em vui lòng là Ví dụ như mình không có nhu cầu thì cũng không có gì thay đổi hết nha anh em. Trừ khi anh em chốt nhiều mã số, ví dụ anh em chốt tới 5 mã số mà anh em nói thôi mình chỉ lấy cá trống để mà chưng thôi, không có lấy cá mái để ép, thì ok, mình lấy nhiều mã số thì Long sẽ bớt cái tiền lại cho anh em, Long sẽ giảm giá bớt cho anh em. Còn nếu mình chỉ lấy 1-2 mã số, mình không lấy quà, thì mình sẽ để cái phần quà đó cho những anh em nào có nhu cầu hơn, thì cái phần quà nó sẽ được có cái ý nghĩa nhiều hơn anh em ha. Chứ mình không lấy quà rồi mình trừ tiền lại mà mình chỉ lấy có 1-2 con thì nó cũng không đáng anh em ha. Tất cả cá giống mà Long đăng bán cho anh em đều là cá tơ zin 100%. Cho dù là cá sỉ nó cũng là cá tơ zin ha. Cá giống thì mình sẽ tuyển lựa kỹ hơn nữa. Long luôn có bảo hành cá sống tận tay anh em. Cá thì sẽ đi tới tay anh em từ 1 cho đến 3 ngày. Em ở ngoài Bắc thì cũng 3 ngày là cùng thôi. Đó, thì từ 1 đến 3 ngày luôn có bảo hành cá sống tận tay cho anh em. Cá sỉ Long cũng bảo hành chứ nói chi cá giống mà mắc tiền anh em ha. Cá bên Long là đặc biệt là cá giống thì Long luôn bao chất lượng, bao gen. Cái gen là cái yếu tố quan trọng nhất ha. Cái yếu tố quyết định là mình làm ra bầy con nó có đẹp hay không, bầy con nó đẹp, nó có giống bố mẹ hay không là do gen quyết định ha. Thì Long luôn bao gen cho anh em. Tất cả những cái dòng cá mà Long đăng lên luôn đều bao gen cho anh em ha. Ngay cả cái bầy Marble, ngay cả cái dòng cá Marble Long cũng bao gen nữa. Gen Marble là gen F1 Thái nha anh em. Cá Marble Blue Rim của Long là cá F1 Thái. Những cái dòng cá còn lại trong đợt này thì là cá Việt Nam của mình hoàn toàn. Red Fancy, cái gen cá bên Long là gen thi trong nước và quốc tế đều có giải hết ha. Đi thi là phải có giải luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mời anh em cùng xem đợt cá lần này. Chúc anh em có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình nha. Song xin công bố kết quả minigame đợt cá trước. Anh em nào có dự đoán đúng, bình luận không chỉnh sửa trước thời gian quy định thì liên hệ với Long để nhận quà là 2 cặp cá đẹp ha. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp minigame ngày 5 tháng 4. Mình chơi trong vòng 3 ngày 5, 6, 7 đến hết ngày 7 tháng 4 ha. Anh em nào dự đoán qua ngày 8 tháng 4 là không tính nha. Chúc anh em may mắn ha.